Tiểu sử Tạ Khải Dần. Tạ Khải Dần có tên thật là Tạ Tuyết, sinh vào ngày 4 tháng 1 năm 1997 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tên khác: Thụy Liên Công Chúa Tạ Hồ Tử. Trường lớp: Học viện Nghệ thuật Nam Kinh. Nghề nghiệp: ca sĩ, rapper, nhạc sĩ, diễn viên. Chiều cao 1m68, cân nặng 48kg. Hoạt động từ năm 2018. Tạ Khải Dần sinh vào ngày 4 tháng 1 năm 1997 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, là một diễn viên, ca sĩ, rapper, nhạc sĩ người Trung Quốc, là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ dự án The Night, được thành lập từ Sâu Sống Còn Thanh Xuân Có Bạn mùa 2 do kênh truyền hình IQ sản xuất, đồng thời cũng là cựu thành viên của nhóm nhạc Lego 2. Năm 2015, Tạ Khải Dần đã đậu vào Học viện Nghệ thuật Nam Kinh với số điểm đầu vào xuất sắc, sau đó cũng tốt nghiệp với thành tích đứng thứ nhất. Thời sinh viên, Tạ Khải Dần đã từng đi làm giáo viên dạy diễn xuất, giáo viên tiếng Anh cao trung tại trường ngoại ngữ Bắc Kinh, Đông Phương, Dương Châu. Cô cũng đã từng đạt được giải thưởng của Học viện Nghệ thuật Trung Quốc và nhờ vào vở kịch tốt nghiệp Phố Nhỏ Tiểu Tình khóa 2014. Tháng 4 năm 2017 đã đổi tên khai sinh từ Tạ Tuyết thành tên hiện tại. Năm 2016, Tạ Khải Dần đã tham gia chương trình Girl First Time nhưng bị loại. Năm 2018, cô đã tiếp tục tham gia vào chương trình Trạm Kế Tiếp Truyền Kỳ và thành công trở thành một trong 6 người chiến thắng cuối cùng ra mắt với nhóm nhạc Lego 2 vào tháng 2 năm 2019. Cuối năm 2019, Tạ Khải Dần đã ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo với đĩa đơn đầu tiên Never Say Die phát hành vào tháng 10 năm 2019. Đầu năm 2020, Tạ Khải Dần đã quay trở lại tham gia chương trình Sống Còn Lựa Chọn nhóm nhạc nữ thần tượng mới trên kênh truyền hình IQ mang tên Thanh Xuân Có Bạn 2 với tư cách thực tập sinh của công ty Gian Nạt Thịnh Thế. Ngày tư tập xếp lớn đầu tiên, Tạ Khải Dần đã được công nhận về 4 vị trí huấn luyện viên và đã gây chú ý vào màn biểu diễn cởi mặt nạ gây sốt. Ở vòng công diễn đầu tiên, cô đã xuất sắc giành được 401 phiếu bầu của khán giả và trở thành thực tập sinh có số phiếu bầu cao nhất tại trường quanh. Trong vòng xếp lớn thứ hai, sau khi luyện tập các khúc chủ đề, Tạ Khải Dần cũng chứng minh được năng lực của mình và được toàn bộ dàn huấn luyện viên công nhận thăng lớp cho cô từ B lên A. Trong chương trình, Tạ Khải Dần đã luôn bộc lộ được năng lực ổn định về ca nhảy, hát rap, khả năng học hỏi nhanh và làm chủ sân khấu. Cùng với đó là tính cách hài hước, hòa đồng, tinh thần đồng đội cao đã luôn giúp đỡ các thực tập sinh khác. Nhờ sự biểu hiện ổn định và được ủng hộ đông đảo, Tạ Khải Dần đã luôn có mặt trong top 9 trong suốt những lần công bố thứ hạng và thành công ra mắt cùng với nhóm nhạc nữ The Night vào ngày 30 tháng 5 năm 2020 với vị trí thứ 5. Cuối năm 2020, Tạ Khải Dần đã tham gia chương trình Tôi Là Diễn Viên Mùa 3 của kênh truyền hình Chiết Giang. Nhờ vào năng lực diễn xuất cùng với thái độ chăm chỉ cầu tiến, cô đã nhận được rất nhiều những lời khen ngợi và sự công nhận đến từ các vị giám khảo, đạo diễn, tiền bối trong chương trình, trở thành một trong 9 người trên tổng số 33 diễn viên tham gia chương trình lọt vào vòng chung kết và giành được giải thưởng Ngôi Sao Tiềm Năng. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, khai máy bộ phim đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất Con Thân Yêu của đạo diễn, biên kịch nổi tiếng Hồ Khôn. Bộ phim thuộc thể loại chính kịch tình cảm gia đình được cải biên lại từ bộ phim điện ảnh In Love With Richard. Với bộ phim đầu tay này, Tạ Khải Dần đã có cơ hội hợp tác cùng với các tiền bối có thực lực trong ngành như Tân Hạo, Nhậm Tố Tịch, Nhiếp Viễn. Ngày 12 tháng 9 năm 2021, Tạ Khải Dần đã vào đoàn quay bộ phim điện ảnh đầu tay trở thành người chiến thắng cùng với Lý Thần, Lư Tịnh San. Bộ phim có sự giám chế của đạo diễn nổi tiếng Từ Tranh. Ngày 5 tháng 12 năm 2021, nhóm nhạc nữ The Night tan rã và cô chính thức trở thành diễn viên, ca sĩ, rapper, nhạc sĩ hoạt động dưới tư cách cá nhân. Ngày 30 tháng 9 năm 2022, Tạ Khải Dần đã chính thức mở Lighthouse cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp Now or Never tại Quảng Châu. Cuối tháng 5 năm 2023, Tạ Khải Dần đã rời công ty Gian Nạt Thị Thế và chính thức lập phòng làm việc cá nhân. Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Tạ Khải Dần đã tham gia diễn xuất với vai diễn thứ 3 trong bộ phim Mê Cung Tuyết thuộc thể loại chính kịch hình sự dưới sự giám chế của Trương Nghệ Mưu và đạo diễn Lữ Hành. Ngày 17 tháng 9 năm 2023,
khai máy bộ phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn Thôi Thập Cửu trong dự án kiếm hiệp cổ đại cấp S+ của Roku Gem Ngọc Châu Sa. Ngày 1 tháng 3 năm 2024, Tạ Khả Dần đã đảm nhiệm vai nữ chính đầu tay trong bộ phim điện ảnh Hắc Cẩu thuộc thể loại gia đình tình thân. Đây là vai diễn khá nặng đô khi mà cô hóa thân thành một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực nặng. Một cô nhóc ngổ ngáo trong một gia đình đơn thân, có trái tim mong manh nhạy cảm nhưng lại vô cùng tốt bụng. Bất ngờ, vai diễn đầu tay của Tạ Khả Dần dạ dị suýt không nhận ra, diễn tâm lý ngọt xớt. Bộ phim Bạn Nhỏ Thân Yêu đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi cốt truyện thực tế và có sự tham gia của nhiều diễn viên thực lực. Nhiều người đã bất ngờ khi mà nhận ra Tạ Khả Dần của Thanh Xuân Có Bạn Hai cũng xuất hiện trong bộ phim. Bộ phim Bạn Nhỏ Thân Yêu đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi nội dung thực tế và có nhiều diễn viên thực lực như Tân Hạo, Nhiếp Viễn, Nhật Tố Tịch. Bạn Nhỏ Thân Yêu đã bắt đầu câu chuyện bằng cuộc sống hôn nhân không màu hồng của Phương Nhất Nạp do Nhật Tố Tịch thủ vai và Tiêu Lộ do Tân Hạo thủ vai. Nhiều mâu thuẫn đã xảy ra khiến cho cả hai quyết định ly hôn. Sau đó Nhất Nạp đã tái hôn với Tạ Thiên Hoa, Tiêu Lộ đã cưới Động Phàm. Lúc này thì con gái chung của Nhất Nạp và Tiêu Lộ thọ còn là vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Nhất Nạp và Tiêu Lộ đã ngồi lại với nhau và quyết định cùng đồng hành để chữa bệnh cho con với sự giúp đỡ của gia đình mới của mỗi người. Điều đã khiến cho Bạn Nhỏ Thân Yêu thu hút được khán giả là bởi nội dung chân thực, đề cập đến những góc khuất của hôn nhân cũng như cuộc sống đời thường và được thể hiện bởi những nhân viên thực lực. Bộ phim đã không có được những hình ảnh bóng bẩy, thậm chí nữ diễn viên chính Nhậm Tố Tịch còn gần như không trang điểm để hình ảnh nhân vật chân thực nhất có thể. Trong dàn diễn viên của bộ phim thì nhiều khán giả đã bất ngờ khi nhận ra nữ diễn viên đóng vai Động Phàm, người vợ sau của Tiêu Lộ do Tạ Khả Dần đảm nhiệm. Tạ Khả Dần đã nổi lên sau khi tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn Hai ra mắt cùng với nhóm nhạc Giả Nai. Khi mà Thanh Xuân Có Bạn Hai, Tạ Khả Dần là một trong những thí sinh nổi bật và được yêu thích nhất bởi xinh đẹp, thần thái, rap tốt và có thể hát, tính cách vui vẻ phóng khoáng. Đã quen với hình ảnh Tạ Khả Dần sắc sảo, nổi bật trên sân khấu, vì thế vẻ dạn dị khi mà đảm nhiệm nhân vật Động Phàm trong Bạn Nhỏ Thân Yêu khiến cho nhiều người ban đầu còn không dám khẳng định đó là Tạ Khả Dần. Nhân vật Động Phàm trong Bạn Nhỏ Thân Yêu là một cô gái tươi sáng, ấm áp. Cô kết hôn với một người đàn ông đã có một đời vợ, một đứa con gái. Thậm chí trước đây, anh ta còn là một người chồng vô tâm, phạm phải sai lầm và dẫn đến ly hôn. Chính vì vậy thì cuộc sống hôn nhân cũng đã mang đến cho Động Phàm những trải nghiệm mới mẻ mà không phải trải nghiệm nào cũng dễ chịu. Nhiều khán giả đã khen ngợi cho màn thể hiện của Tạ Khả Dần trong Bạn Nhỏ Thân Yêu. Không lựa chọn dòng phim ngôn tình hay cổ trang thần tượng như đa số các diễn viên trẻ khác, Tạ Khả Dần đã chọn một bộ phim với nhiều sức nặng trong vai diễn ra mắt của mình. Vai diễn Động Phàm có những chiều sâu tâm lý đã không dễ thể hiện, đặc biệt là với một diễn viên chưa có nhiều kinh nghiệm. Có thể thấy Tạ Khả Dần đã can đảm lựa chọn một con đường không dễ đi, nhưng qua đó cho thấy mục tiêu và sự nghiêm túc cao độ của cô đối với diễn xuất. Và trước mắt, có thể nói Tạ Khả Dần đã thành công, cô đã thể hiện khá tốt với cảm xúc tròn trịa với nhân vật của mình. Tạ Khả Dần là điểm sáng trên màn ảnh với vẻ đẹp giản dị, nụ cười dịu dàng hiệu chuyện, nhưng đôi mắt thì vẫn thỉnh thoảng không giấu được sự bất an và cô đơn của nhân vật Động Phàm. Nhiều khán giả tin rằng sự nghiệp diễn xuất của Tạ Khả Dần sẽ còn phát triển và tiến xa ở trong tương lai.